Bài thứ tư: Thiểu dục và tri túc. Mở đề. Người đời phần nhiều thường đua chen, dông ruổi theo vật chất, không biết bao nhiêu cho vừa. Người thiếu thốn tham muốn đã đành, nhưng người dư giả tiền bạc lấy thước mà đo, thế mà vẫn còn tham muốn. Đã tham muốn thì không bao giờ thấy mình đầy đủ cả. Ngạn ngữ có câu: bể kia dễ lấp, túi tham khó đầy. Thật đúng như thế, lòng tham đã không đáy thì làm sao đầy được. Để đối trị lòng tham lam, Phật khuyên chúng ta phải thiểu dục và tri túc. Trong Khế Kinh có nói: tri túc chi nhân, tuy ngọa địa thượng du di an lạc. Bất chi túc chi nhân, tuy xứ thiên đường diệt bất xưng ý. Nghĩa là người biết đủ dù nằm trên đất vẫn an lạc. Trái lại, người không biết đủ dù ở cung trời cũng không vừa ý. Vậy muốn được sung sướng an vui, chúng ta cần phải thiểu dục và tri túc. Chánh đề. Phần 1. Định nghĩa. Thiểu dục là muốn ít, tri túc là biết đủ. Muốn ít là đối với cái chưa có mà vì nhu cầu mong cho có. Như muốn có cái nhà ở vừa sạch vừa che kín nắng mưa, cần đi cho mau. Muốn có một phương tiện giao thông gì cho tiện lợi, chỉ cốt đỡ mỏi chân, đỡ tốn thì giờ là được. Chứ không muốn một chiếc xe hơi lộng lẫy mấy trăm nghìn, quá sức tài chánh của mình. Biết đủ, gặp hoàn cảnh nào cũng đều an phận tùy duyên. Đối với việc ăn mặc và ở, tự thấy mình có đủ dùng rồi, không tham cầu nhiều hơn nữa mà phải khổ sở về tinh thần. Phần 2. Người đời thường tham muốn những gì? Người đời thường bị năm thứ tham muốn sau đây sai khiến. 1. Tham muốn tiền của. 2. Tham muốn sắc đẹp. 3. Tham muốn danh vọng. 4. Tham muốn ăn ngon. 5. Tham muốn ngủ kỹ. Người tham muốn tiền của thì tiền kho bạc đóng, nhà ngang dãy dọc, đất ruộng cò bay thẳng cánh, cũng chưa cho là vừa mà vẫn còn mong muốn được giàu thêm nữa. Người tham muốn sắc đẹp thì suốt đời dông ruổi đi tìm qua, thấy ai có nhan sắc là mê mết, đi tìm cách này cách khác để gần gũi cho kỳ được. Một khi đã thỏa mãn thì lại ruồng bỏ người đẹp này để chạy theo người đẹp khác, luôn luôn bị vật dục sai khiến, mất hết cả nhân cách. Người tham muốn danh vọng thì suốt đời dông ruổi theo chức cả quyền cao, tiếng hay danh tốt. Họ lòn cúi hết chỗ này đến chỗ khác để mong được cái địa vị cao sang. Họ lao tâm khổ trí tìm mọi cách để nắm giữ cho được cái hư danh. Người tham muốn ăn ngon thì suốt đời lân la bên cạnh những cao lương mỹ vị, quanh quẩn bên những tiệc bàn, tìm khoái khẩu trong những rượu ngon vị lạ. Thế giới của họ thu hẹp lại trong những món ăn và những người bạn rượu. Người tham muốn ngủ nghỉ thì quá nửa đời mình lẩn quẩn trên chiếc giường, ăn xong lại nghĩ chuyện đi nằm, nằm là ngủ, ngủ xong lại muốn ngủ nữa, mất cả tự chủ của mình. Tóm lại, khi đã tham muốn những thứ ấy thì cuộc đời của những kẻ ham muốn kia chỉ còn thu hẹp lại trong sự ham muốn của mình, và làm tôi mọi cho vật dụng mỗi ngày mỗi thêm chặt chẽ. Xét cho cùng thì những sự tham muốn trên, ngoài sự tham muốn danh vọng là do lòng kiêu căng ngã mạn, còn các thứ tham vọng khác đều do ngũ dục là động lực chính cả. Ngũ dục là sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục và xúc dục. Sắc dục là gì? Là nhãn căn đối với sắc trần, sanh tâm tham muốn. Trong thì chánh báo là thân phần của nam nhân hay nữ nhân, mày tầm mắt phượng, môi đỏ má hồng. Ngoài thì y báo là vật dụng của thế gian, ngọc ngà châu báu, vật quý đồ xưa, sắc màu lộng lẫy. Những món ấy đại đa số người vừa trông thấy liền sanh tâm tham ái. Thanh dục là gì? Là tai nghe tiếng hay, tâm sanh say đắm, như tiếng ca giọng hát, khúc lý câu tình, âm điệu du dương, khiêu gợi tâm dục của người, sanh tâm đắm nhiễm. Hương dục là gì? Là lỗ mũi khi đối với hương trần sanh tâm tham muốn,
như dầu thơm ngào ngạt, phấn sáp nồng nàn vân vân. Những món hương trần ấy khiến cho người ngửi đến thì sanh tâm ưa thích đắm nhiễm, mơ tưởng dẫn dơ. Vị dục là gì? Là khi lưỡi đối với mùi vị sanh tâm tham đắm, như các mùi vị thơm tho, ngọt bùi, chua chát, mặn lạc, mỡ thịt, cá tôm, chả gỏi, nem bì, những đồ cao lương mỹ vị. Vẫn biết nhân loại đối với sự ăn uống phải cần dùng nhiều món để nuôi sống mà làm việc. Thế nên cả nhân loại ai chẳng công nhận nó là điều cần yếu nhất. Nếu ăn uống kém thiếu thì thân thể phải ốm gầy. Nhưng ta nên xem sự ăn uống như là uống thuốc để chữa bệnh đói khát mà thôi. Nếu quá tham món cao lương mỹ vị, chỉ biết lo sống để mà ăn, thì con người có chi là cao thượng? Phật nói, chúng sanh sở dĩ đi không cách đất, không khỏi cỏ cây, ra vào không rời khỏi không khí, là bởi ăn những món do đất sanh ra, nên thân thể rất nặng nề. Xúc dục là gì? Là thân thể khi giao thiệp với xúc trần sanh tâm tham muốn, bố giải thô sơ, mặc vào mình biết nhám, lụa là gấm nhiễu suông, vào mình biết trơn láng, gỗ chạm vào mình biết cứng, bông đụng vào mình biết mềm, vân vân. Những vật gì mềm mại thì sanh tâm ưa thích, những vật gì cứng nhám thì sanh lòng ghét bỏ. Phần 3. Tai hại của lòng tham muốn quá độ. Những sự tham muốn quá độ làm cho lòng người xao xuyến, mất hết cả tự chủ và chỉ còn là nô lệ cho những thèm muốn của mình mà thôi. Một khi đã bị lòng tham dục điều khiển thì con người gây không biết bao nhiêu tội lỗi, dám làm những chuyện hung ác mà chẳng gớm tay. Lại chính vì lòng tham muốn không ngần mé mà mình không tự nhận biết, nên đến khi muốn mà không được thì đổ lỗi cho người, nhân nó sinh ra cạnh tranh xung đột, làm cho nhân loại chịu lắm điều tàn hại. Lòng tham muốn quá độ làm cho con người tối mắt trước những sự phải trái, thúc đẩy người đời vào đường tội lỗi. Chẳng hạn, một kẻ không có năng lực đạo đức mà muốn được giàu có lớn và quyền thế to, thì có thể dùng những mưu mô gian xảo đen tối dã man để đạt ý muốn của mình. Hoặc giả, cũng vì muốn được như ý bà vợ yêu quý mà có lắm ông chồng bị bắt buộc làm những việc trái với lương tâm cho đến tan thân mất mạng. Tóm lại, ngũ dục làm hại cho loài người không thể kể xiết. Vì ngũ dục mà sanh ra lo buồn giận dữ, vì ngũ dục mà sanh ra dối trá, gian tham, vì ngũ dục mà sanh ra cạnh tranh sâu xé, nhân loại đưa nhau vào rừng tên mưa đạn. Trong hiện tại, lòng tham muốn quá độ, sự chạy đuổi theo ngũ dục đã làm tổn hại chẳng những cho mình và cho người, mà trong tương lai, chúng lại còn đưa con người vào chốn tam đồ ác đạo, nhất là vào vòng ngạ quỷ, để phải chịu thiếu thốn cả hai phương diện vật chất lẫn tinh thần. Đó là kết quả thảm khốc của người quá tham, không biết thiểu dục và tri túc. Phần 4. Phương pháp đối trị lòng tham muốn quá độ, thiểu dục và tri túc. Túi tham đã không đáy thì càng tham lại thấy càng thiếu, càng khổ. Phật dạy, càng tham muốn càng khổ sở. Chúng ta đừng lầm tưởng rằng một khi lòng tham muốn được thỏa mãn là hết tham muốn. Hễ còn củi thì lửa còn cháy, tham muốn được toại nguyện thì tham muốn lại càng to lên. Tục ngữ thường nói, được voi đòi tiên là thế. Người mà lửa tham vọng mong cầu nung nấu trong lòng bao giờ cũng thấy mình còn thiếu thốn. Không thấy thiếu món này, lại thấy thiếu món khác, rồi thèm khát mãi không lúc nào được toại chí, mà không toại chí là còn khổ. Để đối trị lòng tham vô độ, đạo Phật cũng như đạo Nho đều dạy chúng ta phải tri túc, tức biết đủ. Có bao nhiêu ta hưởng bấy nhiêu, tự cho mình không còn thiếu gì nữa. Đừng nhìn lên những kẻ giàu có sang trọng hơn mình, thế là biết đủ. Trong kinh Di Giáo, Phật dạy: Này các tỳ kheo, nếu các ông muốn thoát khỏi sự khổ não, nên suy nghiệm hai chữ tri túc. Hãy biết đủ thì dù ở cảnh nào cũng yên vui. Người không biết đủ, tuy giàu mà nghèo. Người biết đủ
tuy nghèo mà giàu. Người không biết đủ thường bị năm thứ ham muốn kéo dắt, làm người biết đủ thương hại. Một người trong tay thâu tóm tất cả của cải trong thế gian, và người nghèo mà không tham muốn, hai người đều giàu như nhau. Chúng ta hãy chiêm nghiệm những lời dạy đầy ý nghĩa ấy. Làm chủ đời ta chính là lòng ta. Giàu nghèo sang hèn chỉ là vấn đề phụ thuộc. Nếu ta kiềm chế được dục vọng tham muốn là ta giàu sang. Nếu ta không kiềm chế được dục vọng tham muốn là ta nghèo hèn. Phần 5. Lợi ích của hạnh thiểu dục và tri túc. Lòng tham muốn làm cho ta khổ bao nhiêu thì thiểu dục và tri túc lại làm cho ta sung sướng bấy nhiêu. Đó là lẽ đương nhiên. Nhờ ít tham dục nên con ma dục vọng không làm sao xui khiến được mình. Nhờ biết đủ nên con quỷ tham lam chẳng có quyền hành sai sử mình nữa. Một khi con người không còn làm nô lệ cho vật chất đê hèn nữa thì lòng người bắt đầu tự do giải thoát. Con người lúc ấy mới xứng danh là con người, mới có đủ nhân cách và không hổ thẹn với địa vị làm anh cả muôn loài. Chỉ khi ấy con người mới có thể tự cho là mình có hạnh phúc được. Và dù cho thường ngày vẫn ăn cơm hẩm canh rau, quanh năm vẫn cứ quần bô áo vải, cũng vẫn thấy trong lòng thơ thới an vui sung sướng. Từ xưa đến nay, không có một vị giáo chủ nào, hiền triết nào xứng đáng với danh nghĩa ấy mà lại không khinh thường vật chất, mà lại chạy theo danh vọng tiền của ăn sung mặc sướng cả. Hơn nữa, nhờ thiểu dục và tri túc mà gia đình xã hội được an vui hòa bình, không còn ai giành vật của cải, danh vọng miếng ngon vật lạ của ai nữa. Cái lợi ích của thiểu dục tri túc thật không sao kể xiết được. Phần 6. Giải đáp những thắc mắc về vấn đề thiểu dục và tri túc. Có người hỏi: con người muốn tiến bộ cần phải nỗ lực phấn đấu cạnh tranh trong tất cả mọi trường hợp. Đạo Phật lại dạy phải thiểu dục và tri túc. Như thế là chủ trương làm cho nhân loại thối quá chăng? Đáp: không. Đạo Phật dạy thiểu dục và tri túc cốt yếu ngăn ngừa con đường trụy lạc, chặn đứng lòng tham lam tàn ác không bờ bến của chúng sanh đang sống trong cõi đời vật dục, chứ không phải chủ trương ngăn chặn sự tiến triển của con người trên đường lợi người, lợi vật, ích nước, ích dân. Nhận thấy tai hại lớn lao của bệnh tham lam, nên Đức Phật đưa ra phương thuốc rất công hiệu là muốn ít và biết đủ để điều trị căn bệnh ấy cho tận gốc. Phương thuốc này sẽ làm yếu dần tâm tham lam, nên các mối dục vọng tội ác dần dần tiêu diệt, chỉ còn lại tấm lòng từ bi rộng rãi bao la mà thôi. Một khi con người hết chạy theo dục vọng, hết đuổi bắt những hạnh phúc vật chất tạm bợ giả trá, cũng không đào bới thêm đau khổ của người khác để tìm hạnh phúc cho mình nữa, thì lúc ấy hạnh phúc chân thật liền đến với họ. Như thế nghĩa là hạnh thiểu dục và tri túc bắt đầu hãm bớt tốc lực của lòng dục vọng tham lam, kế đó chặn đứng nó lại, sau hết buộc nó xoay chiều đổi hướng, tinh tiến mãi trên con đường lành. Vậy thì hạnh muốn ít và biết đủ chẳng những không đưa con người vào đường thối quá, mà lại giúp cho sự tiến hóa chân thật của nhân loại. Giả lại, ngày nay nhân loại đang chứng kiến một sự mất quân bình nguy hiểm giữa sự tiến hóa mau lẹ của vật chất và sự chậm tiến của tinh thần. Sự mất thăng bằng ấy có thể đưa nhân loại đến hố diệt vong. Vậy cần phải quân bình sự tiến hóa vật chất và tinh thần. Muốn thế, chẳng có phương pháp nào hơn là tuân theo hạnh, thiểu dục và tri túc. Con người nếu biết coi thường vật chất một tí, biết sa thải bớt dục vọng một tí, thì mới tiến hóa thêm được về tinh thần. Sở dĩ ngày nay trên thế giới, đứng về phương diện vật chất khoa học, con người có tiến triển rất nhiều, rất nhanh. Còn về phương diện tinh thần đạo đức, con người tiến rất chậm, vì ít ai quan tâm lưu ý đến đó, mà chỉ chạy theo vật dục. Hễ vật chất quá tiến thì tinh thần phải lùi. Vật chất càng cao thì lòng tham càng nặng, càng sâu, càng lớn, không biết đến lúc nào là cùng. Tai họa chiến tranh ngày nay gieo rắc khắp nơi trên thế giới cũng do lòng tham không đáy của con người bất tri túc vậy.
Vậy thiểu dục và tri túc là hai phương thuốc rất thần diệu cho căn bệnh trầm trọng của thế giới ngày nay, không ai có thể chối cãi được. Kết luận: kẻ ngoài đời và người trong đạo muốn được hạnh phúc chân thật thì nên tu hạnh thiểu dục và tri túc. Vì thực sự những người không quá đòi hỏi về vật chất thì chẳng hề so sánh với bề trên. Do đó, không thấy mình thiếu kém về vật chất nên ít khổ. Hơn nữa, họ chỉ so sánh với kẻ dưới, thấy mình khá giả, đầy đủ hơn nên dễ mãn nguyện. Muốn tránh khỏi các tai hại trong gia đình và ngoài xã hội, mỗi người trên thế gian này đều phải giữ phận thủ thường, đừng vượt quá khả năng của mình. Thế giới năm châu hiện nay muốn có hòa bình để mà hưởng lạc thú hòa bình vĩnh viễn thì cũng không ngoài cái hạnh thiểu dục và tri túc mà được. Hoằng pháp. Bài thứ 10: Thập thiện nghiệp. A lớn, mở đề. Thập thiện nghiệp là cội gốc của tất cả pháp lành thế gian và xuất thế gian. Trong hai bài nhân quả và luân hồi mà chúng ta đã học, chúng ta đã thấy một cách tường tận rõ ràng: hễ chúng ta gieo nhân gì thì chúng ta gặt quả ấy, hoặc ngay trong đời hiện tại hoặc trong những đời sau. Nhân nhỏ thì quả nhỏ, nhân lớn thì quả lớn. Nếu muốn được quả làm người thì phải gieo nhân làm người. Nhân làm người là sự chuyên giữ năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Với nhân này, ta được cái quả trong hiện tại là mọi người từ trong gia đình quyến thuộc cho đến ngoài xã hội đều yêu thương quý trọng. Nhưng nếu chúng ta muốn tiến xa hơn một bậc nữa, chúng ta gắng tu thập thiện nghiệp. Với cái nhân tu thập thiện nghiệp, chúng ta sẽ hưởng được cuộc sống an lạc trong hiện tại và đời sau. Chúng ta sẽ sanh lên sáu tầng trời cõi dục, hưởng cảnh vui thú, an nhàn. Nếu chúng ta muốn vượt qua khỏi ba cõi thế gian để chứng quả tam thừa, thanh văn, duyên giác và bồ tát, ta phải tu nhân tứ đế, thập nhị nhân duyên và lục độ. Tuy thế, muốn thực hiện được các môn tu này, không thể bỏ qua được môn tu thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp như là nấc thang quan trọng cần phải vượt qua nếu muốn trèo lên cao nữa. Nó như là cơ sở căn bản, hạ tầng vững chắc nhất để xây dựng lâu đài cao lớn lên trên. Vì lẽ đó, người ta nói thập thiện nghiệp đạo là cội gốc của tất cả pháp lành thế gian và xuất thế gian. B lớn, chánh đề. Một La Mã, định nghĩa: thập thiện nghiệp là 10 pháp lành. Nghiệp là gì? Nó có nghĩa là tạo ác, hành động. Nghiệp có thể chia ra 3 tánh cách: lành, dữ hoặc không lành, không dữ, vô ký. Lành theo đạo Phật nghĩa là có lợi ích cho chúng sanh trong hiện tại cũng như trong tương lai. Dữ nghĩa là có hại cho chúng sinh trong hiện tại cũng như trong tương lai. Hai La Mã: chỗ phát khởi 10 nghiệp dữ và 10 nghiệp lành. Nghiệp thì nhiều, không thể kể xiết được. Nhưng tựu trung, người ta có thể phân ra 10 loại nghiệp lành và 10 loại nghiệp dữ. Những loại nghiệp này do 3 chỗ phát khởi sau đây: thân, việc làm; khẩu, lời nói; ý, ý nghĩ. 1. Những nghiệp dữ.
những nghiệp dữ chia ra như sau. A. Những nghiệp dữ về thân có ba là sát sanh, trộm cắp, dâm dật. B. Nghiệp dữ về khẩu có bốn là nói dối, nói thêu dệt, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác. C. Những nghiệp dữ về ý có ba là tham lam, giận hờn, si mê. Cộng tất cả thân, khẩu, ý thì có 10 nghiệp dữ. 2. Những nghiệp lành. Nếu con người làm ngược lại với 10 nghiệp dữ trên đây thì sẽ có được 10 nghiệp lành chia ra như sau. A. Về thân có 3: không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dật. B. Về khẩu có 4: không nói dối, không nói thêu dệt, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời hung ác. C. Về ý có 3: không tham lam, không giận hờn, không si mê. Ba La Mã. Ý nghĩa và giá trị của 10 nghiệp lành. 1. Không sát sinh. Không có sự vui mừng nào hơn sự vui mừng khỏi bị giết. Cũng chẳng có ân huệ nào hơn ân huệ không hại mạng. Khi một con chim sắp bị cắt cổ nhổ lông, một con cá sắp bị chặt kỳ đánh dẫy, thế mà được thả ra, thì hãy tưởng tượng nỗi vui sướng của chúng lớn lao là bao nhiêu. Chim sẽ nhảy nhót, tung bay, kêu hót giữa khoảng trời rộng. Cá sẽ dùng dẫy bơi lội giữa khoảng nước sâu. Thế mới rõ, thoát nạn giết hại, chúng sanh nào lại không khấp khởi vui mừng. Cho nên, không sát sanh mà lại phóng sanh là nghiệp lành đứng đầu trong thập thiện nghiệp. Không sát sanh cũng như không ăn thịt chúng sanh thì khỏi phạm hai tội lớn sau đây. A. Giết hại các bậc vị lai Phật. Vị Phật nói, tất cả chúng sanh đều là chư Phật vị lai. B. Giết lộn bà con nhiều đời, ăn lầm bà con nhiều kiếp. Trong Kinh Bồ Tát Giới có nói, tất cả lục đạo chúng sanh đều là họ hàng ta, cha mẹ ta, đã chết đi rồi sanh lại trong nhiều đời nhiều kiếp. Người hàng ngày không sát sanh thì trong đời sống hiện tại sẽ mở rộng thêm lòng từ bi, là một nhân chánh để tu hành thành Phật và được 10 pháp lành như Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo đã nói dưới đây. A. Tất cả chúng sanh đều kính mến. B. Lòng từ bi mở rộng đối với tất cả chúng sanh. C. Trừ sạch thói quen giận hờn. D. Thân thể thường được khỏe mạnh. D. Tuổi thọ được lâu dài. E. Thường được thiên thần hỗ trợ. E. Ngủ ngon giấc mà không chiêm bao giữ. D. Trừ hết các mối oán thù. H. Khỏi bị đọa vào ba đường ác. Y. Sau khi chết được sanh lên cõi trời. 2. Không trộm cắp. Không trộm cắp là không lấy những vật gì không thuộc quyền sở hữu của mình và người ta không cho mình. Quyền tư hữu là một quyền quan trọng. Đã đành, mạng sống là quý trọng. Nhưng nếu có mạng sống mà không đủ vật thực, áo quần, nhà cửa, những thứ cần thiết để cung cấp cho thân mạng thì người ta không thể sống được. Vì thế, mọi người đều thấy mình cần phải nỗ lực làm việc để có tài sản đủ đảm bảo cho đời sống hiện tại và tương lai của mình và con cháu.
người đời quý trọng tài sản là vì thế. Nếu vì một lý do bất chính, người ta bị tước đoạt mất tài sản, thì người ta cũng đau khổ, buồn phiền như chính mình bị mất một phần sanh mạng. Tiền của là huyết mạch, cho nên khi bị trộm cắp hết của cải, nhiều người đã thất vọng, buồn phiền, đến sinh đau ốm, có khi đến quyên sinh. Như vậy, ai nỡ lòng nào trộm cắp cho đành? Giả lại, theo lẽ công bình, mình không muốn ai lấy của mình, thì mình cũng đừng lấy của ai. Việc gì mình không muốn người làm đau khổ cho mình, thì mình cũng đừng làm đau khổ cho người. Xã hội chỉ tồn tại được khi mọi người đều tôn trọng lẽ công bằng. Giả lại, của phi nghĩa thường vào cửa trước ra ngõ sau, tiêu hao mau lẹ như nước sôi, cát chảy. Rốt cuộc, tay trắng cũng lại hoàn trắng tay, mà lại còn bị người đời khinh khi, phỉ nhổ, xấu hổ cho mình và con cháu về sau. Trái lại, người không trộm cắp, bao giờ lòng dạ cũng được thảnh thơi, không sợ luật pháp truy tầm, chẳng lo ai thù oán. Một xã hội không có trộm cắp thì nhà nhà khỏi đóng cửa, của đánh rơi không mất, cảnh tượng giành giật không diễn ra, xã hội được thái bình an lạc. Nếu không gian tham trộm cắp mà lại làm hạnh bố thí, thì theo kinh Thập Thiện Nghiệp dạy được những pháp lành như sau. A. Tiền của có dư, không bị nạn giặc giả cướp mất, chánh quyền tịch thâu, không bị nạn lục trôi, lửa cháy và con cái phá tán. B. Được nhiều người tin cậy. C. Không bị lừa dối, gạt gẫm. D. Xa gần đều khen ngợi lòng ngay thẳng của mình. D. Lòng được an ổn, không lo sợ sự vật tổn hại gì cả. E. Khi chết rồi, được sanh lên cõi trời. 3. Không tà dục. Dâm dật là cái nhân sanh tử luân hồi. Nó là ma chướng, làm ngăn trở bước đường tu giải thoát. Bởi vậy, người xuất gia muốn chứng quả, thành đạo, phải đoạn trừ dâm dật ở thân cũng như ở tâm. Kinh Lăng Nghiêm nói, lòng dâm không trừ thì không thể ra khỏi trần lao. Còn người tại gia, Phật chỉ ngăn tà dâm, nghĩa là vợ chồng có cưới hỏi chính thức mới được ăn ở, nhưng phải có tiết độ, không lan chạ ngoại tình. Trong gia đình, chồng không tà dâm, vợ không lan chạ thì cuộc sống chung được đầm ấm an vui. Do đó, gia đình được hạnh phúc, sự làm ăn tấn phát, sự nghiệp vững bền, bà con đôi bên vui vẻ, dòng họ hai phía thơm lây, xóm giềng vừa lòng, làng nước quý chuộng. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo nói, không tà dục và giữ tịnh hạnh sẽ được bốn điều lợi. A. Sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều được vẹn toàn. B. Đoạn trừ hết những sự phiền não, quấy nhiễu. C. Không ai dám xâm phạm vợ chồng con cái. D. Được tiếng tốt, người đời khen ngợi. 4. Không nói dối. Không nói dối là nghĩ thế nào nói thế ấy, trong lòng và lời nói không trái nhau. Việc phải thì nói phải, việc quấy thì nói quấy, việc có thì nói có, chuyện không thì nói không. Có người cho rằng nói dối để lừa phỉnh chơi thì không có hại gì. Thật ra, sự nói dối ấy vẫn có hại, vì nó làm cho ta quen với thói xấu ấy và làm cho người chung quanh không tin ở lời nói của ta nữa, dù đôi khi ta nói thật. Nói dối vì sợ hãi, khiếp nhược lại càng nên tránh, vì nó làm cho ta quen tánh che giấu tội lỗi và không chịu sửa chữa. Nói dối để thu lợi hay khoe khoang lại càng nặng tội. Nhà buôn nói dối rất dễ ế hàng, và nhất là kẻ học đạo. Nếu nói dối rằng mình đã chứng quả thánh hay đắc đạo
để cho người kính phục, sùng bái mình, thì sẽ mắc tội đại vọng ngữ, bị đọa vào ba đường ác. Nói dối chỉ trong trường hợp để cứu khổ độ nguy cho người và vật mới không phạm tội. Theo kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, người không nói dối mà lại nói lời ngay thật thì được những điều lợi ích như sau. A. Miệng thường thơm sạch. B. Thế gian và nhân thiên đều kính yêu. C. Lời nói không lầm lộn và vui vẻ. D. Trí tuệ thù thắng không ai hơn. D. Được hưởng lạc thú như ý nguyện và ba nghiệp đều trong sạch. 5. Không nói thêu dệt. Không nói thêu dệt nghĩa là không trau chuốt lời nói, không thêu hoa dệt gấm, không ngọt ngào đường mật để lung lạc lòng dạ của người, để quyến rũ làm những điều sái quấy. Những kẻ nói lời thêu dệt là những kẻ có lòng dạ bất chính, lợi dụng lòng dễ tin của người để trục lợi. Những người này thường bị người đời chê cười, khinh rẻ và tránh xa, tổn hại tài sản, danh giá và tánh mạng nữa. Theo kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, người không nói lời thêu dệt sẽ được ba điều lợi ích. A. Được người trí thức yêu mến. B. Hay đáp được những câu hỏi khó khăn. C. Được làm người có uy đức, cao quý trong cõi nhân thiên. 6. Không nói lưỡi hai chiều. Không nói lưỡi hai chiều hay nói hai lưỡi nghĩa là không đến bên này nói xấu bên kia, không đến bên kia nói xấu bên này. Không đem chuyện người này ra dèm pha, mà cũng không khêu chuyện người nọ ra nhạo báng. Không làm cho đôi bên sân hận đấu tranh, cũng không đứng trung gian gây ác cảm cho hai đàn thù oán. Tóm lại, người không nói hai lưỡi là người không có ác tâm, không dùng lời trái ngược để làm cho những kẻ thân thành thù, gần thành xa. Người không nói hai lưỡi không khi nào có chuyện lôi thôi với bà con, và cũng không có việc phiền muộn với hàng xóm, nên được thân bằng quyến thuộc, kẻ xa người gần kính mến. Người không nói hai lưỡi mà còn nói những lời êm ái hòa thuận, làm cho bạn bè thêm kính trọng nhau, bà con thêm tin yêu nhau, khiến cho ai ai cũng vui vẻ bằng lòng nhau. Những người ấy đi đến đâu cũng được tiếp đãi tử tế, gặp việc gì khó cũng dàn xếp được dễ dàng. Theo kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo dạy, người không nói hai lưỡi sẽ được những điều lợi sau đây. A. Bà con, dòng họ được luôn luôn sum họp. B. Tình bằng hữu của thiện tri thức được vững bền, bất hoại. C. Đức tin bất hoại. D. Pháp hạnh bất hoại. 7. Không nói lời hung ác. Không nói lời hung ác là không nói những lời hung dữ ác độc, cộc cằn, thô tục làm cho người nghe khó chịu. Không mắng nhiếc làm cho người nghe hổ thẹn, tủi đau, vân vân. Người không nói lời hung ác chẳng hề bươi móc việc không hay của ai, mà trái lại ưa bày những điều tốt đẹp của người khác. Lời lẽ của họ thốt ra dịu dàng, thanh nhã, hiền hậu, toàn là lời đạo đức, từ bi, lợi lạc cho tất cả chúng sanh, ai nghe cũng hân hoan, kính trọng. Theo kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, người không nói lời hung ác mà lại nói lời ôn hòa được những công đức như sau. A. Nói lời nào cũng khôn khéo, đúng lý và lợi ích. B. Nói điều gì ai cũng nghe theo và tin cậy. C. Nói ra lời nào cũng không ai chỉ trích mà còn được mến yêu. 8. Không tham muốn. Ở đời có 5 món dục lạc mà người ta thường tham muốn nhất là tiền của, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ.
ngũ trần dục lạc ấy thật ra vui ít mà khổ nhiều. Như tham tiền của phải đày đọa thân sống, đôi khi còn dùng những phương tiện bất chính để thâu tóm về mình, và khi mất thì lại vô cùng đau khổ. Tham sắc thì tốn tiền nhiều, lại mất sức khỏe và hao tổn tinh thần, nhiều khi lại tìm những mưu trước tồi tệ để thỏa lòng ước muốn. Nếu không được, lại đâm ra ghen tương, thù hận, giết chóc. Tham danh vọng quyền tước thì phải vào lòn ra cuối, lao tâm khổ trí, mất ăn bỏ ngủ, đôi khi còn làm trò cười cho người chung quanh. Tham ăn uống cao lương mỹ vị thì bị nhiều bệnh khó trị, thân thể mệt nhọc, mạng sống không thọ. Tham ngủ nghỉ, ngủ sớm dậy trưa thì trí não hóa đần độn, tối tăm. Ngũ dục lạc chính là những nguyên nhân chính ràng buộc kiếp người vào dòng sanh tử, luân hồi, sa đọa. Người không tham muốn những thứ ấy là người biết tu hành thiểu dục và tri túc. Thiểu dục là muốn ít, tri túc là biết đủ. Người thiểu dục, tri túc thì có một đời sống giản dị, thanh cao và an nhàn. Xã hội nếu chỉ gồm những hạng người ấy thì những thảm trạng kẻ mạnh hiếp người yếu, kẻ giàu đàn áp người nghèo, người nghèo oán hận kẻ giàu không còn tiếp diễn, và cõi đời cũng được sống trong cảnh thanh bình an lạc. Theo kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, người không tham muốn thì được thành tựu những điều tốt đẹp sau đây. A. Ba nghiệp thân, khẩu, ý được tự tại, vì nhân các căn đều đầy đủ. B. Của cải không mất mát hay bị cướp giật. C. Phúc đức tự tại. D. Những sự tốt đẹp sẽ đến với mình mặc dù mình không mong ước. 9. Không giận hờn. Không giận hờn là vẫn giữ sự bình tĩnh, điềm đạm, nhu hòa trước những cảnh trái ý nghịch lòng. Giận hờn là một tánh xấu rất tai hại. Nó như một ngọn lửa dữ, đốt cháy cả mình lẫn người chung quanh. Kinh Phật có câu: một niệm giận hờn nổi lên thì trăm nghìn cửa nghiệp chướng đều mở. Lửa tức giận một phen phát ra liền đốt tất cả rừng công đức. Khổng giáo cũng có nói: dằn tâm giận xuống một lúc thì khỏi lo sợ cả trăm ngày. Nên chi việc đáng nhịn thì nhịn, chuyện đáng răng thì răng. Nếu chẳng nhịn chẳng răng thì việc nhỏ hóa ra to. Bao nhiêu điều phiền não đều do chẳng nhịn mà ra. Theo kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, người nào không giận tức thì được 8 món tâm pháp vui mừng như sau. A. Không tâm khổ não. B. Không tâm giận hờn. C. Không tâm tranh giành. D. Tâm nhu hòa ngay thẳng. D. Tâm từ bi như Phật. E. Thường làm lợi ích yên ổn cho các chúng sanh. E. Thân tướng trang nghiêm, chúng sanh đều tôn kính. D. Có đức nhẫn nhục, được mau sanh lên cõi trời Phạm Thiên. 10. Không si mê. Không si mê là biết phán đoán rành rẽ, nhận định rõ ràng, đúng đắn, không cố chấp theo sự hiểu biết riêng của mình, không tin những thuyết không hợp chân lý, nhất là không mê tín dị đoan. Người không si mê tức là người có trí huệ, giảng trạch, tin có nhân quả luân hồi, nên không tạo tội mà cứ làm phước, thường tu hạnh bát nhã, dứt trừ vô minh để tiến mãi trên con đường giải thoát. Theo kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, người không si mê thì thành tựu được 10 pháp công đức sau đây. A. Được ý vui chơn thiện và bạn chơn thiện. B. Tin sâu nhân quả,
thà bỏ nhân mạng chứ không làm ác. C. Chỉ quy y Phật chứ không quy y thiên thần và ngoại đạo. D. Tâm được ngay thẳng, chánh kiến. D. Sanh lên cõi trời, khỏi bị đọa vào ba đường ác. E. Phúc huệ không lường, thường tăng lên mãi. E. Dứt hẳn đường tà, chăm tu đạo chánh. G. Không lòng chấp ngã, bỏ hết ác nghiệp. H. Yên ở vào nơi chánh kiến. I. Khỏi bị nạn dữ. C lớn. Kết luận: 10 nghiệp lành cũng như 10 nghiệp dữ đều do thân, khẩu, ý phát khởi ra. Nghiệp dữ ví như cỏ, nghiệp lành ví như lúa, đều mọc chung trên một đám ruộng. Cỏ thường làm chướng ngại lúa, không cho sanh trưởng tốt tươi. Nếu muốn lúa tốt để mãn mùa thu hoạch được nhiều thì phải nhổ sạch cỏ. Cũng thế, muốn được nghiệp lành thì cần phải dứt hẳn 10 nghiệp dữ. Tóm lại, tu thập thiện nghiệp thì trong đời hiện tại, thân tâm ta được cải thiện đẹp đẽ, hoàn cảnh ta sống trong sáng sủa tươi vui, và trong tương lai ta tránh khỏi đọa lạc chúng tam đồ, lại được hưởng phước báo cõi nhân, thiên và niết bàn. Vậy, ước mong tất cả mọi người nên tu thập thiện nghiệp để tạo hạnh phúc cho mình và cho tất cả chúng sanh. Có như thế mới là bậc trí huệ, biết làm theo lẽ phải. Vì một phen được thân người mà không tu để tiến hóa lên, thì khi mất nhân thân rồi, muôn kiếp khó trở lại được. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hoằng Pháp.